Chào các bạn, hôm nay thì tôi có giao một cái sản phẩm, đó là một cây đàn nhị thương hiệu Đôn Hoàng. Cây này là dành cho chuyên nghiệp, cây giá cao, dành cho một vị khán giả, à một một vị khách, dành cho một vị khách ở trong Sài Gòn. Đấy, có tặng kèm bộ dây này. Dây để trong một cái bao bì rất đẹp nhá. Thì vị khách này có dặn dò mình là chưa biết chơi bao giờ, chưa biết động vào đàn bao giờ, thì nhờ anh lắp cho em tất cả và lên dây cho bạn ý và dán dán sẵn các cái nốt nhạc ấy. Nên là hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn nào mà còn lăn tăn về đàn nhị thì cứ yên tâm, được hỗ trợ sẵn các thứ như thế thì chơi đàn nó cũng không phải là một cái việc gì đó khó đâu. Cây đàn này thì mình đã review rồi đấy, thì nó cũng làm cái hộp đàn. Đầu tiên là có hộp đàn rồi có cây đàn. Đàn này thì là gỗ Cẩm Lai thương hiệu Đôn Hoàng. Đây, cái logo này này, các bạn cứ nhìn cái logo này nhá. Đấy, logo Đôn Hoàng, màu rất đẹp, vân gỗ rất đẹp, và đây có bắn cái kiểu gọi là cái mã vạch gì đó để dạng như kiểu là chống hàng giả hàng nhái ấy, kiểu là đây trên này có những cái tem rất là hay. Đấy thì mình cũng đã test nó rồi, mình cũng đã test kỹ nó rồi. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ bạn đấy là dán nốt thôi và lên lại dây cho bạn đấy thôi. Dây có vẻ là nó cũng là ok rồi đấy, chứ có không không phải vấn đề gì cả, nhưng mình cứ lên lên lại cho nó chắc. Lên thì chúng ta dùng phần mềm Pano Tuner này đó, các bạn tải cái phần mềm này về các bạn lên. À, vẫn phải lên lại đấy, bởi vì nó đang Trung Quốc thì họ hay lên là rề lá, còn Việt Nam mình thì cứ chơi đồ son cho nó dễ. Ok, còn bây giờ đến công đoạn dán nốt. Mình lên thì mình lên bằng tai rồi, bởi vì là tầm nhạc viện như mình mà lên còn phải dùng bằng máy. Có nghĩa là cái lúc đầu mình lên hai cái dây buông này mình phải dùng bằng máy, còn sau đó mình có căn cứ là hai nốt này rồi ấy, thì mình sẽ lên bằng tai thôi. Mi 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 do re mi do re mi 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 fa 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 do re mi fa. Đấy, cái âm thanh nó vang lên trong đầu mình, nó như thế, là mình cứ thế là mình dán vào thôi. Đồ pha pha đồ pha đó. Nói chung là mình cũng nói với các bạn là tai người thì nó 99,9% thôi, nó không thể nào 100% được, nhưng mà nó vẫn là sự cho phép của âm nhạc, tại vì con người làm sao mà bằng máy được, đúng không? Chơi đàn nhị này các bạn cũng không thể tránh được nó chênh phô, nhưng mà mình làm sao mình hạn chế hết mức có thể, đánh nghe nghe nó không không được phô nhiều, đánh nó phải gần như là chuẩn 100%.
hoặc chuẩn 100% càng tốt. Nhưng mà tôi xin thưa với các bạn là kể cả nghệ sĩ đàn nhị đỉnh nhất của Trung Quốc đánh vẫn sẽ có phô, không thể nào mà chuẩn được. Đo lên máy là phô hết, nhưng mà đấy là nó, nhưng mà đấy là đo lên máy, nó phân tích kỹ ra nó như thế. Chứ còn nói chung là ai đánh cũng cũng sẽ phô thôi, kể cả violon, kể cả nghệ sĩ đỉnh nhất violon đánh cũng cũng vẫn xịt thôi. À, mình cũng làm vài câu nhạc cho nó phấn khởi nhá. Dây này hơi trùng này, cái dây dây vĩ này hơi trùng này, các bạn mới chơi thì nên vặn căng lên một tí nhá. Khi nào các bạn chơi giỏi rồi thì sẽ để trùng, để tiếng đàn mình nó sẽ mềm mại hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin xin cùng tôi chúng ta cùng chúc phúc cho em nó về bên chồng mới thượng lộ bình an. Xin chào các bạn.